Dạ, nhà tôi chào bác Việt. Nhà tôi đến đây là rất xanh nhé. Thế thì góp mặt cái tiết mục nhỏ nhỏ đi, các bạn ủng hộ. Hôm nay là màn hiền của bác sĩ Đất Xanh Nghệ An. Bác gì? À sợ. Khi ai ta về một nhà, khép đôi mi chung một trường, đôi khi mơ cùng một dân, thức giấc chung một giờ.